Quốc ba em nào cài xong chưa nhỉ? Cả lớp mình cả lớp em cài chưa nhỉ? Vấn đề gì không? Các bạn đâu hết rồi nhỉ? Ở lớp mình các em cài xong hết chưa? Em thấy cấp X3 ba rồi. không phải GX nhá, cái GT cũng là để mà mình lập trình cho VUC Lập trình VLC em chưa cài được. thôi. Lập trình cho VUC có thể cài cái đấy vào thì mới mô phỏng được. Em mới tải được cái GT, còn GX em chưa tải. GT là cài, GT quốc 3 cài cài rồi như vậy. À. Thì mô phỏng được cái này mình vẫn phải có cả cái GT. Cũng phải có cái GX quốc 3 nữa. GX quốc 3 ấy, thì em phải bật mô phỏng ở chỗ simulation ở trên cái GX quốc 3 đấy. Sau đó thì nếu chạy simulation ở trên cái GT quốc 3 thì được GT designer đấy. Chúng có thể cài cả hai hai cái phần mềm này cũng tương đối nặng nhưng mà cũng không cách nào khác cả. Trong cái tình trạng mà mình chưa biết là khi nào trước kế hoạch học offline ở trên lớp nhỉ, bởi vì là chúng ta học buổi nay là buổi thứ sáu nữa là hết cái phần lý thuyết đấy, là chỉ là sang thực hành thôi. Sang thực hành thì nếu mà không có thực hành ở trên, nếu mà thực hành ở trên trường ấy, thì trên trên trường có máy cài các thứ đầy đầy đủ hết rồi thì Rồi đi học của thầy. phải cần phải cài chưa chưa có lịch. Hiện tại thì chưa có học offline ở trên trường. Chúng ta vẫn phải học, nếu mà chúng có thì theo lịch ấy, thì học lý thuyết thì còn có buổi hôm nay là buổi thứ sáu nữa thôi, sau đó là thực hành. Rồi có bạn gì đây đang ghi là cho xin file sách hướng dẫn và tên trước show được không? Ok đây là thời điểm luôn. Đây vừa gửi cái tài liệu mà cái này là quyển bao gồm cả PLC mạng truyền thông công nghiệp và thiết kế cả HMI Gov nữa, GOT đấy. Thì các em mà đọc cái phần thì quan tâm thì đọc cái phần
là bài viên pivot thôi. Ngoài ra thì có một số khái niệm khác nữa đây. Mình đang quan tâm này. Còn đầy đủ nhất thì chúng ta phải đọc về quá trình maneuver của nó. Và cái menu này thì nó khá là dài nhưng mà nó rất đầy đủ. Thế nó mình được bao nhiêu bạn đã cài rồi nhỉ? Cài đầy đủ hết đấy. Để tối em cài hả? Hiện tại là vẫn còn chưa bạn nào cài đủ hết à? Bạn nào cài đủ hết rồi cho video cộng 1 lên trên này, cái chỗ chat này thế nào? GT gốc bài hai nhá, cài cả hai. Đây cũng rất là nhiều bạn cài đầy đủ hết rồi này. Thế cái GT của thầy gửi ấy, làm được cả hai cái bạn. Đúng rồi, cả hai cả ngon. Hai sau này mình đặt trên cái group 2 cũng được thì mình sẽ dùng cái simulator 2, còn cái group 3 sẽ chạy trên simulator 3, nó có sẵn tích hợp đầy đủ hết đấy, mình chỉ chọn thôi. Thì có đây vừa gửi cái tài liệu và có được thầy giới thiệu qua một cái tài liệu và là thầy vừa gửi. Thì cái tài liệu là đây. Nhất là cái tài liệu mà đầu tiên thì gửi là giáo trình VAC ở mạng trên các công nghiệp đây này. Đấy thì nó có những cái phần rất là cơ bản như hôm trước thầy đã giới thiệu đấy. Thiết kế các thứ, các bước thực hành nào thì cái các về thao tác lại các cái bước giống như đây này, trong hướng dẫn này, đây là cái bài cơ bản, cũng có đầy đủ các thứ từ cái tạo cái giao diện đơn giản chuẩn bị. Bạn gì cắt mic đi. Đấy, thư viện và các thứ cũng đầy đủ đấy. Là một cái bài tập đơn giản là giao diện điều khiển giám sát con truyền hoạt động của con truyền này. Để các em theo các chính trong này.
Đấy, chân cái mà trước thầy hướng dẫn là theo nguyên tắc cũ ở đây thôi. Để cài thì cái ứng thứ ba nữa là mình cần lập trình các đoạn chương trình nhỏ để chạy mô phỏng cho cái màn hình của mình HDI của mình nó thực hiện như thế nào nữa. Đấy, cái này hướng trước là giới thiệu rồi này. Thì cái thứ hai là cái tài liệu này. Đấy, tài liệu này cũng mô tả rất là chi tiết bước như thế nào. Đấy, thứ tự nhìn lên đấy, nhấp chuột vào cái gì, nhấp tạo cái gì, các bước hướng dẫn ở đây thì nó dài dòng thế thôi, nhưng mà thực tế để thao tác ở trên phần tay mình cũng làm nhanh. Đấy, tạo đầu tiên là tạo cái công tác, tạo công tác này, public suite này. Đấy, cái này như trước thầy dẫn rồi đấy. Còn mình kéo dê thì sẽ tạo ra cái hình dạng là công tác to nhỏ nó kích cỡ khác nhau. Đấy, công tác nhé, công tác là mình tạo xong. Thì tiếp theo là phải đặt thuộc tính cho cái công tác này. Xong là gắn địa chỉ đây. Đấy, gắn địa chỉ. Kiểu momentary này là kiểu giống như kiểu nút nhấn ấy, kiểu nhất thời nhấn vào thì nó một, nhưng mà bỏ ra thì nó bằng không. Thì chúng ta sẽ demo một số các cái kiểu khác nữa để các em nhìn sẽ trực quan hơn. Tiếp theo này, tiếp theo là cái đấy, cái chỗ nhập đây thì có thể nhập bằng tím nhá, cái chỗ nhập là địa chỉ đây, nhập bằng tím hoặc là kích vào cái ba chấm này mình có thể nhập là x địa chỉ, x hay là y hay là m là gì đấy, địa chỉ là bao nhiêu ở chỗ này. Một cái đặc điểm tài liệu này rất là không phải ai là ai đang bật mic ấy nhỉ, thì Huế à. Đấy, khi nào hiển thị on thì hiển thị chữ gì, off thì hiển thị chữ gì đấy, thì chỗ này nó có hướng dẫn rất là cụ thể nhé. Cái tài liệu này thì nó có hình ảnh rất là rõ để mình có thể tham khảo. Công tác này sau đó tạo đèn báo này. Đấy, đèn báo thì chúng ta cũng demo rồi. Đấy, bitname thôi, tạo được cái bóng đèn và bitname, kéo dê chuột thì sẽ tạo ra những hình ảnh to nhỏ khác nhau. Đấy, màu sắc khi ở chế độ off thì màu gì và on thì màu gì đó. Chữ thế, sau đó sang cái trường text này. Nhập chữ gì? Đấy, cả cái hiển thị ô số này thì chúng ta cũng demo rồi. Đấy, thì ta nhắc lại này luôn thôi. Mình kích đúp vào cái này ra, chỗ này ta thiết lập cái địa chỉ là nhập. Trường hợp là nhập thì ta chọn là numerical input, đấy, tức là mình nhập vào. Thế còn numerical display tức là chỉ hiển thị thôi, không nhập, thì ta chọn cái này. Đây là chọn các cái kiểu các cái kiểu hiển thị cái ô này thôi, đấy, các hình dạng khác nhau. Tạo một màn hình
Đấy, tạo một màn hình chữ nhật này. Thì cái này rất đơn giản thôi, tạo cái rectangle này. Đấy, sau đó thì ta tạo cái chỗ phẳng biểu tượng như này. Vẽ ra. Màu sắc tiểu bát từng biết như thế nào. Màu sao chép các cái ô như này. Đấy, cái sao chép này nhá, thì em không phải copy bằng tay mà em sẽ có thể chọn luôn ở chỗ này này để sao chép là bao nhiêu này. Ví dụ như ba cái ô như này thì ta chọn mà nó trải dọc và trải ngang như này. Đấy, trải ngang như này. Đấy, thì em chỉ cần vào chọn edit vào tiêu chí copy này. Đấy, hoặc là kích chuột phải ta chọn tiêu chí copy, đăng nhập số đây thì lập tức là nó sẽ copy ra ba cái luôn, 1 2 3 cái. Đấy, giống y như vậy. Còn cái này là nhập các text vào cái ô này. Đấy, thì cái text như này thì trước chúng ta đã làm mẫu rồi. Cái này này, công tác này đã có trong cái bài mẫu rồi. Cũng tương tự như thế, có cái này, viết vào đây. Xong. À, các tình văn bản thì vào cái text sẽ rồi. Ok, là cái bản được này. Ngoài ra thì cài đặt chức năng chạm vuốt màn hình và to nhỏ màn hình để kích cỡ phóng to hay thu nhỏ. Với chức năng này ta phải tích được cái dấu tích ở đây khi mình thiết lập này. Insert gesture function và sau đó thì mà library list và library list sau đó tìm theo cái function mà xuất ra function tìm cái gesture này. Gesture và cái chữ thư như này này, các số cái thô này này. Chẳng hạn mình chọn cái hết số D này. Nhưng mà dùng cái chức năng này thì chúng ta phải có cái màn hình bắt thật chứ không có trên cái này là không có cái phản ứng cũng mấy được. Cái chức năng này khi là chúng ta thực hiện trên cảnh thật đấy và quan tâm đấy thì về các em đã có thể tham khảo cảm nhận này cũng rất là chi tiết đấy nha. Anh cứ các em phải cài cái phần Google 3 này này để mà phải chạy cái mô phỏng trên này này. Đấy, mô phỏng trên VAC giả và cũng chạy mô phỏng trên cái màn hình góc giả. Đấy, tất cả đây là giả GT Google 3 và GX Google 3. Đó, thì phải cài đủ hai cái phần mềm này để chạy simulation này. Rồi hôm nay chúng ta sẽ phải làm thêm một số các cái tính năng khác, giới thiệu một số tính năng khác. Như bố giấy thì không có gì rồi đúng không?
Cứ xếp F vào rồi thôi. Đường dữ liệu. Cái thứ này là khi đặt cây của mình bóp thật, cây sẽ làm, sẽ theo cái hướng dẫn đây để mà truyền dữ liệu thật cho cái màn hình này. Bây giờ chưa có thì mình cũng chưa quan tâm cái này rồi. Các cái chức năng đấy, các cái danh sách các cái chức năng của GOP này, đèn công tắc này, hiển thị đèn này, thay đổi màu sắc của đèn này, chuyển mạch bit này, chạm vào công tắc để bật hoặc tắt bit, đúng không? Mình bật tắt ở cái nút nhấn ở trên cái màn hình này, mình cũng thể bật tắt một cái tiết điểm M, nếu mình gắn địa chỉ này là M0 thì mình cũng sẽ thay đổi cái giá trị của cái bit M0 này trong VLC. Tương tự thế, chuyển đổi từ để thay đổi giá trị của biến dạng quốc. Đấy, thì ta click ở đây ta cũng có thể thay đổi được cái giá trị của cái từ này. Chạm vào công tắc để thay đổi màn hình sang chức năng đặc biệt, các cái chức năng đặc biệt cũng rất là nhiều các cái chức năng nhá. Đối với một cái switch đây, một cái công tắc đấy, rồi là cũng dùng cái công tắc có thể đi đến một cái chuyển đổi màn hình, thay đổi số chạm. Công tắc mã khóa này. Rồi chúng ta đấy, các em về đọc thêm cái tài liệu này đấy, cũng rất là nhiều thứ nhé, để có thể rồi thì con nhỉ. Đây là ta sẽ quay lại cái bài tập phía trước và làm thêm một số các cái thứ khác nữa. Đây, hôm trước chúng ta làm cái bài tập bảng điều khiển giám sát như này. Đây chúng ta sẽ thêm một cái trang, một cái cửa sổ gọi là cửa sổ nền đấy, hay là base screen này. Thì các em sẽ click vào cái chỗ này. Đấy, giả sử đây ở đây chưa có cái cửa sổ này nhé, nên thì vừa mới tạo nhưng chưa có cái gì cả. Giả sử là chưa có cái này. Khóa này đi. Đấy. Ban đầu thì chưa có cái này, thì cái này thứ tự nó vẫn là 1 này. Đấy, cái này là 2 này. Cái này là 2, đấy. Và bây giờ mình thêm một cái cửa sổ trang lên ở bên ngoài nữa. Một cái trang gọi như kiểu là trước là bây giờ mình cho cái này lên là cửa sổ. Và trang lên đi. Cứ đặt tên như vậy đi. Đấy. Hoặc không ta cứ để ba này cũng được nha. Sao? Đấy thì đặt tên của trang như này. Thì mình sẽ phải thiết lập lại cái thứ tự để làm sao nó hiển thị vấn đề như này, bao giờ nó hiển thị cái trang của đầu tiên. Bây giờ ta sẽ thiết kế cái trang này một cái thông tin cơ bản. Mấy thông tin cơ bản. Như trong cái tài liệu mà thầy gửi này. Tài liệu đầu tiên đấy, chúng ta sẽ thêm một trang cơ bản như này, như này nhé. Sau đó chúng ta sẽ lấy những nhiều trang bìa thôi. Nhập vào đây như là bảng điều khiển và giám sát. Đấy.
Ta chọn màu, chọn chữ các kiểu vào đây. Sau đó thêm mấy thông tin như này. Ví dụ như là người thực hiện. Nguyễn Văn La chẳng hạn. Nguyễn Văn La. Còn tên cái công ty bên ngày thiện như là hôm nay là ngày 29 tháng 6, 29 tháng 6 2010. Đấy, cho anh xin cho công ty như này. Thế bây giờ ví dụ như bây giờ như này, bây giờ mình chạy nhá, mình chạy đường mô. Muốn chạy đường mô này bây giờ mình phải bật cái chương trình Zip 3 mô phỏng lên mới được. Nếu mà không không bật như này nhá, không bật như này mình chỉ chạy mô phỏng không này thì là những cái kích hoạt để chúng ta thay đổi biến là nó sẽ không có kích hoạt được. Đây. Cái này là mình chưa thể vào kích hoạt được cái này. Bây giờ mình phải có một cái tra. Bây giờ chạy thử nhé, chạy đặt viên thứ ba lên này. Tạm thời thì các em chỉ nhìn thấy cái màn hình kia của thầy thôi, chưa thấy cái viết thứ ba. Nhưng mà viết thứ ba thầy chỉ tạo một cái trống thôi, không có một cái chương trình gì đấy cả, để giả lập có một cái bộ POC thôi, thầy chưa xem màn hình. cũng không có cái thông tin gì đấy đâu. Thầy chỉ bật lên và chạy mô phỏng thôi đấy, để chạy mô phỏng cái này. Ví dụ bây giờ yêu cầu là mình thêm một cái đây, thầy sẽ cái màn hình kia lên này đấy, thì các em nhìn thấy cái màn hình này đầu tiên đúng không, khi bật lên là nó chạy lên cái màn hình này đầu tiên. Đây cái màn hình ngày đầu tiên, nhưng mà mình muốn là cái đầu tiên phải là cái trang mà bảng điều khiển và giám sát người thực hiện và ngày thực hiện như vừa nãy mình demo đấy đúng không. Thì bây giờ thì muốn làm được cái đấy thì mình phải thay đổi cái số trang nó đi đấy, thì mình thay đổi cái số trang này. Cái này nó cũng đơn giản hơn, nhưng mà đây ta thấy nó thực hiện cái coi như cái project thay đổi đi đấy như này, bởi vì cái này nó bao giờ nó sẽ hiện cái trang số 1 đầu tiên, mà mình muốn là cái trang số 1 là cái trang này đấy, nên là chúng ta phải thay đổi cái số ký tự trang đây. Thì bây giờ giả sử đây cái này là trang số 4 đi, để mà cho cái này là số 1 này, số 1.
Đấy, sau đó thì cái này là số 3 này. Và cái này là số 2 này. Đấy, trong 1 đây rồi, trong 2 đây rồi. Trong 3 đây rồi. Đó. Cái chương trình ZCube3 cái thầy bật chạy lên bật cái simulation thôi, cái VLC để mô phỏng thôi, chưa viết chương trình gì đấy cả. Cái bật cái lên thì các em chạy được cái này. Thế các em vẫn phải cài cái phần mềm đấy vào. Ở đây mình chưa có cái chuyển trang đây. Đấy, bây giờ chạy lên cái là nó sẽ ra ngay cái trang này rồi. Nhưng bây giờ mình cần phải có một cái chuyển trang. Chuyển trang nhá, chuyển trang đây thì tương chất từ thư viện lấy một là dùng nút nhấn các cái biểu tượng cho thư viện, hai là mình tạo đây mình dùng nút nhấn đây, ví dụ là mình dùng nút nhấn. Bây giờ ví dụ cái này mình cứ thiết kế coi như giống nhau hết đi. Đấy, ví dụ như này này. Nên là ngoài nó dễ dễ nó này không như vậy. Rồi cứ đặt như này đi. Mình sẽ thiết lập nhá. Ví dụ như là cái này là đây cái action này, thì cái action mình chuẩn nó lên nhỉ. Đây là trang số 1. Đúng vào đây rồi về trang số 1 này. Thì cứ để cái này là trang 1 đi. Trang một cái thiết kế kiểu như này thì nó hợp lý hơn. Đấy, ví dụ như này. Đây các em có thể tạo ra một cái chuỗi đây, consecutive này, copy này. Đấy, muốn tạo ra hàng ngang thì mình nhấn như này, hai cái này, ba cái này. Đây là nhiều quá, y nhiều quá. Consecutive, ba cái này. Đấy, cứ ra một loạt các cái giống nhau như này. Thì chỗ này là mình thay đổi đây. Bấm vào đây thì sẽ xuất hiện trang 2. Đấy. Và bấm vào cái sửa text này nhá. Đấy. Click ở đây là những trang 2. Ở trang 3 đây, giả sử mình chỉ có 3 trang thôi. Trang 2 này đó. Đấy, ý tưởng là như vậy, sẽ thiết kế kiểu dạng như thế này. Đây là trang 1, trang 2, trang 3, nhưng mà trong thực tế thì người ta sẽ thiết kế như kiểu đây là màn hình main này, hay đây là màn hình ULEM này, chúng ta đặt cái chữ là ULEM này. Hay là màn hình trend này, các cái đồ thị, biểu đồ, cái thứ đấy. Bây giờ mình chưa đi sâu vào cái nội dung đấy, cứ đặt như thế để mà tạo ra một cái giao diện nó cũng giống như vậy. À, cái này mình thiết kế chắc là cũng bỏ đi để đến đây. Đấy, làm sao kích vào đây thì ra trang 2, kích đây ra trang 3, kích đây trang 1. Đấy, kiểu như vậy.
Đấy, nên mình cũng vậy này. Nên mình cũng về và có. Set in fix. Nhá, bây giờ sẽ thử mô phỏng xem là nó được chưa nhá. Đấy, nếu bây giờ mình để cái trang như này thì khi mình để trang một đây nó ở trang một này, khi để sang trang hai này, ok, Vân Quang đi lấy mẫu xét nghiệm mà. Được rồi, Quang đi đi nhá, chú ý là thầy sẽ kiểm tra vào hai tiết cuối nhá, trang hai này, đấy nhảy trang hai, trang ba nhảy trang ba, đấy kiểu thế. Đây là mình chỉ thiết kế là đặt cái tên một cách và đặt đại khái tổng tổng quát như thế thôi, chứ còn đây nó sẽ đặt tên cái trang một là theo cái chức năng của trang một, tên của trang hai theo chức năng của trang hai, và tên của trang ba theo chức năng của trang ba. Đó. Thì với trang một là vào đây mình sẽ xem là bảng điều khiển giám sát người thực hiện đấy. Thì mình xem trang ba thì mình không phải có nút quay lại hay là gì gì ở kia nữa, mình nhìn luôn thích vào trang nào thì vào đấy, lên mỗi cảnh báo đấy, kiểu thiết kế là kiểu dạng như này. Đấy, thì nhất là giới thiệu là cái việc là phải thiết kế các cái nút bấm bấm cái thứ này, ngoài ra các em có thể dùng các cái mũi tên như trước đây giới thiệu nhé, mũi tên nó dán mũi tên chuyển trang nào. Ngoài cái như này còn cái cửa sổ nữa đấy, cái cửa sổ này này, em muốn cái cửa sổ gọi là cửa sổ nhỏ, tức là mình muốn hiển thị một cái gì đó ở tại chỗ này đấy. Giả sử bây giờ thầy cứ tạo một cái nút nhấn này, tạo một cái cửa sổ là Windows Win nha, đấy, tạo một cái nút nhấn ở đây, mình sẽ để là Windows Win, tức là cái này là ít F11 nào đấy đi. Thì khi mà click vào cái nút này thì là sẽ xuyên xuất trình này, thì các em sẽ vào cái mục overlap này, video một đó, ok nhá. Ở đây chưa đặt tên, các chị đặt tên sau. Thì các em sẽ tạo một cái cửa sổ, bây giờ cứ tạo một cái cửa sổ, các em cứ nhìn nhá, cứ nhìn xem là đấy kích thước cửa sổ như nào đấy, ví dụ như này. Trên cửa sổ này mình cũng có thể tạo các cái chữ gì đó, ông cái biểu tượng hay những cái chức năng gì đó tùy, ví dụ như là mình cứ để đây là Windows Screen Test. Đấy, ví dụ như này, thì cái này trang này là trang ở cái cửa sổ này,
Thế thì bây giờ mình muốn là làm sao tích vào đấy nó sẽ ra cái cửa sổ đấy. Đây vào cái này tập sẽ gặp Windows screen. Windows screen. Thôi, tôi tắt luôn là như này. Đấy, chúng ta thử chạy cái này nhá. Để xem nó ra cửa sổ phụ đấy thì nó trông nó như nào. Đây bây giờ sẽ vào trang 2 này, test cái này này. Đấy, trang 2 này, test này. Đấy thì khi mà mình mở cái cửa sổ ra nó sẽ nó với cửa sổ phụ hiển thị ngay ở trong cái trang đấy chứ không phải nhảy sang cái trang trang khác. Trong trường hợp mình muốn xem một số các cái thông tin gì đó tại ngay cái trang chính này thì lúc đấy các em sẽ xem ở cái cửa sổ Windows screen này. Đó, trên này thế là chỉ cần mình bấm đây tắt con đi thôi. Đó, chúng ta cũng xem mình vào đây. Đó. Tất nhiên là những cái màu sắc viền nhất các thứ này trong đấy nó có cái các cái thiết lập thì em sẽ thiết lập được để mà cái màu sắc làm sao nhìn cho nó cảm thấy nó dễ nhìn nhất. Thì đấy là cái ý nghĩa cửa sổ Windows screen này. Đấy, thì mình hay là bấm một cái gì đấy để nó sẽ ra cái đấy. Đấy, thì ví dụ là như vậy. Thế còn cái nữa phải giới thiệu là cái ULAM nhé, tạo cái ULAM cảnh báo này. Tạo cái cảnh báo ấy thì chúng ta giả sử chúng ta tạo một cái trang đây, trang 3 là trang cảnh báo này. Đây. Thì đây là thầy xóa hết mấy cái này đi nhé, xóa hết này đi các bạn đầu. Đấy. Thì cho em vào cái biểu tượng lên thôi, cảnh báo đấy, đây nó có cảnh báo này. Đấy, vào đây sau đó là vẽ cái này ra thôi. Đó. Ta có thể chỉnh kích thước của nó. Cái này thì vào đây sau các em thiết lập một số các cái thông tin như là số khả năng lưu trữ này, tên để thì ấy là pop up này. Thầy ơi, cái nút lệnh cảnh báo ở chỗ nào thầy? Thầy chó lại giúp em với, em chưa rõ. Nút cảnh báo á, nút cảnh Nút báo ở lệnh đây. tạo cảnh báo ấy. Đây này, cái chỗ này này. Đúng À, dạ không? vâng ạ. Đây. Dạ vâng ạ. Số dòng hiển thị hay là bao nhiêu dòng đấy chẳng hạn, chúng ta thích ở đây thì mình sẽ nó cũng chỉnh lại cái gì đó. À đây đây đây, số dòng đây, đây nữa. Đấy, đây. Thì những cái chỗ thông tin ở đây này thì các em sẽ vào cái display, tức là cái phần hiển thị đây nhá. Đấy, chỗ này thì số dòng này, số dòng bao nhiêu dòng này, 6 dòng, 7 dòng hay là bao nhiêu đấy thì tùy nhá. Đấy, số dòng hiển thị này. Đây số dòng bắt đầu hiển thị đấy và những cái thông tin được kiểu tích là tích cái cố định cái kiểu hiển thị như này và display. Trong cái display này thì nó sẽ có những cái thông tin về thuộc tính này, số những cái chữ số này. Thì đây chúng ta nhập cái title ở đây là cái kiểu như kiểu của lỗi gì đấy, thời gian như này này, là tình trạng này, muốn hiển thị những cái gì vào đây. Đấy, chúng ta để hiển thị tất như này. Đấy,
Đã xảy ra cái này nó lại vào nó có hiển thị cái màn cũ của thầy đây đây. Và cái mục là để xem là cái chỗ này nó vào cái mục là chỗ nào mình gắn cái tính địa chỉ đó đây. Okay. Thực tế là nhỉ, đúng rất là đây là thứ nhất thì để xem lại cái chỗ này đây nha, cái xem video này đây những cái lỗi động cơ hay lỗi gì đấy thì thông thường là khi có lỗi ta sẽ xét một cái bit gì đấy nó lên là một đúng không, đấy sẽ xét lên một tức là báo là có lỗi đấy, thì coi như là đây là các cái địa chỉ mình xét nó lên đấy, quá nhiệt hay là lỗi động cơ hay là nó quá nhiệt hay là lỗi về quá một cái quá tải nên lỗi gì là overload đấy vân vân. Tóm lại có hay không có lỗi thì giờ có thể xét là trạng thái là biết là nó trong POC. Cái này
này là lưu cái số lỗi tối đa nó có thể được. Cứ đặt cái chỗ ở đây nhá, chỗ ở đây này nè. Đấy, cái chỗ này muốn mình mới ra cái lem này là phải tạo thêm cái trường lem ở trên bên tay trái này nữa này. Nãy thầy thì lên trường giới thiệu đấy, tạo cái trường này nữa. Muốn bây giờ phá cái này đi này đấy, phá cái này đi nhá. Thì ta vào cái chỗ lem này, cái cửa sổ này mới tạo ra cái trường này trước đã, sau đó đi vào cái kia để vẽ. Đấy, đây là một này. Số lần mà mình nghĩa là một cái cycle để mình xem ấy, sau là 20 nhân 100 tức là sau khoảng 2 giây mình sẽ update lại một lần. Đấy, số điểm cảnh báo cho là khoảng nhiều nhiều và 10 cái đi. Số điểm lưu trữ này, số điểm pop up này. Thì sau đó ở đây chốt cửa sổ này thì bây giờ sẽ gắn các cái thiết bị đây để báo lỗi cái gì đấy. Ví dụ như là lỗi động cơ 1 thì mình gắn là cái nhấn M mà làm nó không trồng lên mọi người đấy chẳng hạn. Đấy, sau này mình sẽ M11 M12, ok, 10 cái còn ít ít tí thôi, 7 cái đấy, thế này thôi.
Thì cái này như là lỗi này ta cho nó là cái lỗi gì đi, lỗi overload đi. Cái này cho là gì vậy? Quá thứ ba truyền thông ví dụ là như thế. Thì ở đây mình sẽ có mà các cái loại mà khác nhau như thế này. Đấy, sau này thì nếu như cái bit này mà nó báo lỗi gì cái là nó sẽ hiển thị ở ở trên cái ULAM này. Đấy, trên VLC mà nó đến mức 1 tức là nó có lỗi. Thì lúc này trên cái bảng đen của mình nó sẽ hiển thị với các cái comment. Đấy, còn cái gì đây nhỉ? Chỉnh cái tình trạng này hiển thị vào đây tức là mình muốn là cái cột nào hiển thị trước, cột nào hiển thị sau, hay là hiển thị những cái gì nó tên cái status này thì nó sẽ hiển thị cái status ở đây. Và nếu mình không quan tâm cái thích cực này thì bỏ cái này đi. Đấy, thì mình chọn cái gì bỏ cái gì hiển thị cái gì ra vào đây. Thì cả cái này mà đếm số lần này, giả sử ta cứ làm mấy cái này thôi. Đấy, thì trong mấy cái trường này bây giờ hiển thị các thứ tự vào, ví dụ như là cái tình trạng này mình cho lên đầu đi. Đấy, sau đó thì mà cái xảy ra thì comment này cũng cho tiếp theo, và sau đó cái ngày tháng kiểm tra check này có thể không cần thiết thì bỏ đi, ví dụ như thế. Đấy, tóm lại muốn hiển thị cái gì ra đấy, thứ tự hiển thị ra làm sao thì vào cái chỗ này. Ví dụ như là thì tí giờ chúng ta sẽ viết cái chương trình nhỏ để mà nó thật sự có cái lỗi như này, hay là chúng ta sẽ tạo một cái nút nhấn đi, hay là viết chương trình sẽ tạo một cái nút nhấn để ta làm mười một mười hai đúng không. Ví dụ như là bây giờ thầy sẽ tạo một cái nút nhấn có cái địa chỉ M10 đi để báo như kiểu có lỗi vậy đấy. À, địa chỉ là M10 này. Cho thêm mấy cái nữa, là ví dụ cho là 3 cái nữa đi. Đây cho là M11 đi. Đây là một đây là một mình đã làm 12 đi. Cho cái cho cái phần tách này nhá, để báo lỗi này là M12 là cái lỗi là gì đấy. Đấy, giả sử là tôi cũng ghi là M12, phải xin đến lẽ đặt cái tên M12 là biết lỗi gì. À, đây là M11 này.
này mình qua bỏ đi này, mình làm mười một nha. Đây là mười này. Thì vào lại cũng tư rồi. Đây cái bảng Dubai vào đây. M10 là nỗi lực cơ 1 này, M11 là nỗi lực cơ 2 này, M12 là nỗi quá nhiệt này. Đấy, nó quyết định như vậy. Bây giờ sau đó mình sẽ chạy. Nếu mà chương trình UC của các em mà có cái lỗi này thật đấy, thì nó sẽ hiển thị cái lỗi đấy lên đây. Còn nếu không có thì việc thành bấm cái nút này, giả sử như là nó đã có cái lỗi như vậy rồi. Đấy thôi, bây giờ tôi sẽ thử mô phỏng xem. Đấy nhá, rồi và nhìn cửa sổ này và tham gia này. Đấy, hiện tại nó chỉ hiển thị như này đúng không? Đây vẫn là 10 này. Ở đây nó chờ một lúc. Đấy, nó sẽ báo ở đây này. Rồi, ok, bạn qua vào đi. Đấy, nó sẽ báo ở đây. Đấy. Nhấn vào lần 1 này. Nhấn vào số 20 đến cực nhật luôn quá. Đấy. Lúc sau là mình báo là đây này. Rồi. Mới quá nhiệt này, phải là theo thứ tự đúng thời gian của mình này. Đúng. Đúng mà rồi. Nếu có lỗi nào xảy ra cái là nó sẽ hiển thị ở đây để anh biết. Cái nào mình cứ đấy xóa nó đi đấy. Cái nào ví dụ cái nào khắc phục xong rồi hay như nào đấy mình biết đâu này, cái nào nó xóa hết cái lỗi này, nếu sau đó lại không cái lỗi nào xuất hiện thì nó lại báo hết ở trên cái bảng của em này đấy. Thỉnh thoảng nhấn vào nó lại phải chờ nó mất đây nhất định, cái này phải giữ đấy. Đấy, tóm lại là các cái lỗi nó sẽ hiển thị lên trên này hết để chúng ta biết được cái vấn đề thiết lập màu sắc các thứ như nào đấy, thì chúng ta cũng vào một cái trang các em cũng sẽ thiết lập được các cái kiểu text, kiểu màu sắc các thứ thôi. Rồi tôi tạm thời giới thiệu thế còn lại về cái khai thác thêm cái các cái tính năng này, thì ngoài ra thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một số tính năng nữa về cái nút nhấn nhé, về các cái nút nhấn. Nút nhấn chúng ta thấy là có mấy cái kiểu nút nhấn, và thầy sẽ tạo thêm một cái trang nữa đi. Mấy cái này tạo không vừa sang để mình mô phỏng một chút nhấn nhá, ví dụ như thế. Trong cái play screen đó, screen này này đang nhấn này nhấn.
Có hết cái giao diện mặt nhất. Cái trang này sẽ mô tả một số cái kiểu mà nút nhấn và nó sẽ tác động như thế nào nhé. Ví dụ như bây giờ và cái nút nhấn này này, đấy, bit switch đây chẳng hạn, nó cứ vào bit switch đi. Đấy, ví dụ như là cái chung chung này vào đây, thì kích ở đây thì ta sẽ thấy là có rất nhiều các cái tùy chọn. Đấy, kiểu bit nha, kiểu bit là momentary này, alternate này. Đấy, ví dụ bây giờ cứ để nó cái này đây là một không nhá. Bây giờ mình sẽ thử cái từng cái kiểu này để các em nhìn xem là cái tác động của nó làm sao nhé. Ví dụ là như thế này. Rồi cho ba cái này đi, bốn cái đấy. Cái này thì là mình sẽ sửa lại cái chỗ này cũng là nó biết này mà một không nhé, à thôi cho mà ba đi, đấy địa chỉ mình cho khác đi đúng không? Đấy, như thế thì được cho mình không đi. Bit đây thì sẽ chọn là kiểu này, alternate này, đấy, alternate, đây là một không này, và là một một đi, ví dụ cho nó khác đi, đấy, khác đi. Đấy nhá, ở mà một này, cái này là alternate này. Là ALT rồi. Còn cái kiểu này thì sẽ là ít là M4 này, vừa chỉ có này. Ở đây nó gắn mặc định là M6 rồi, không muốn luôn nhưng M6 cũng được, sao vậy? Đây là M1 này, đây là M1. Được. Bây giờ sửa lại các cái tự nhé, edit M2 sau đó set này, đấy đây là set này, các cái kiểu nút nhấn thì vì cái tên này các em cũng đoán là ý nghĩa của nó rồi, nhưng mà tôi cứ làm mô phỏng để sửa cái này cũng hay rồi. M2 và 3 không, 1, 2, 3 này là reset này. Reset đấy, ví dụ như này, bây giờ sẽ dùng bốn cái bóng đèn để ta sẽ minh họa cái sự hiển thị tương ứng của nó, đúng không? Quá rồi,
đấy, mỗi cái mẫu đề này hiển thị các cái chức năng tương ứng nhé. Bóng này, này sẽ là bit em mà không này, để thể hiện là nút nhấn kia mình sẽ tác động vào bóng đen này như thế nào. Đấy, cái này, rồi cái này cho cái màu khác đi, nhìn cho nó khác một tí. Cái này là màu một này, cái này cho màu khác, và cái này là màu hai này. Đây là màu 3 này. Đấy. Rồi bây giờ theo như mà các cái kiểu nút nhấn này nó có rất là nhiều các tùy chọn. Phải thông thường thì mình hay chọn cái kiểu này. Kiểu này nó giống như là nút nhấn thông thường mình hay dùng, là nhấn vào thì nó lên nút 1 và không nhấn thì là nó ở cái mức bỏ tay ra, mình không cần bấm chuột lên nữa thì nó sẽ về mức 0. Đấy, mình sẽ thử test cái này xem là nó có đúng như thế không. Còn cái này là nó sẽ nhấn vào là nó ở mức 1 mãi, và khi nào mình nhấn lại một lần nữa thì lúc đấy nó mới về mức 0. Đấy, giờ bây giờ cái mô phỏng này em nhìn thấy nó trực quan hơn nhé. Đây nhá, ở chút cái này tôi cũng đang muốn đây nhỉ. Chúng ta phải kiểm tra lại trang bộ tên là một chút copy nhỉ. À, trang 1 là chưa có, chứ có biết từ trang 4 rồi đấy. Rồi, ok. Đấy, được vào trong 4 này. Đấy, các cái đèn và cái công tắc này sẽ được thiết lập là cùng vị trí em và không. Đây, nhấn vào cái này. Đấy, đèn sáng. Nhưng mà thầy giữ chuột đây ấy, thì đèn sáng. Thầy bỏ tay ra khỏi chuột lại không nhấn nó thì đèn tắt, đúng không? Nhưng còn cái này nhé, cái này nhấn vào đây, đấy, bỏ tay ra nó vẫn sáng, không cần phải nhấn chuột nữa nó vẫn sáng. Đó, nhưng mà khi mình nhấn thêm một lần nữa thì cái bóng này nó sẽ tắt, nó giống như kiểu một cái dạng thầy, nhấn. Thầy chưa xe cái màn hình đấy không? Có chưa xe à? Đấy, đấy, về trong cái trang 4 này nhá. Cái này nhá, khi thầy nhấn chuột xuống ấy, thì nó sáng, nhưng mà tay vẫn phải giữ vào chuột. Nó giống như kiểu là ngón tay mình cứ phải giữ cái nhấn này thì là bóng này sáng, nhưng bỏ ra đấy, bỏ tay ra thì nó lại tắt. Như cái này ấy, nhấn vào là nó sáng, bỏ tay ra nó vẫn sáng, nhưng mà bây giờ lại nhấn lại một lần nữa thì nó chuyển đổi đấy, nó chuyển đổi thì nó lại thành tắt. Mà muốn sáng nữa thì bây giờ phải nhấn lại một lần nữa thì nó lại sáng. Đấy, các em nhìn thấy hai phân biệt được hai cái này chưa nhỉ? Cái này nó chỉ sáng khi mà tay vẫn phải giữ, phải nhấn. Còn cái này chỉ cần nhấn một lần là nó sẽ giữ nguyên trạng thái đấy, và khi nhấn lại một lần nữa nó sẽ thay đổi trạng thái. Ví dụ cái set này nhá, cái set này này, đấy, nó sáng này, nhấn mãi nó cũng vẫn sáng, muốn cái này nó không sáng nữa thì mình phải nhấn cái reset này. Ở đây reset thì bản thân cái này thì để thích hợp mọi cái vị trí khác, nên đây cái này nó không reset cái bit này. Đây là M0, M1, M2, M3. Cái này phải thiết lập M2 này. Hai cái set là reset này là cùng M2. Đây là thầy sửa lại cái chữ đấy. Sau đó M2 rồi đây nhá. Đấy, bây giờ set nhấn đây sáng này, nhấn đây tắt này, nhấn đó, nhấn reset đây lên, không được sao này. Chạy lại từ đầu. Thì thầy update luôn chứ cũng không làm lại từ đầu, nhưng mà lúc này là như thế là nó sẽ bị vậy.
Học về lịch sử của chỗ là lúc này đây là M2. Rồi tôi sẽ mô phỏng lại. Đấy nhá, mô phỏng lại nhá, mặt trăng 4 này. Đấy, bây giờ đang sáng này đúng không? Xét lên đây đi rồi. Đấy, thì xét cái đấy, nó sẽ tắt cái này đi. Đấy. Hai cái bóng này thì thiết lập đều là M2 hết, nó hoạt động đúng với nhau. Đấy, xét cái là nó sẽ thoát hết. Đấy, nhấn đi cái là nó sáng rồi. Ok, nhấn xong là phải giữ tay đây. Di chuyển chuột ra ngoài, cái là nó sẽ tắt ngay. Đấy, đây là bốn mấy cái kiểu như vậy. Thì đấy là một cái nhá, thì tùy nhá, sau mình cũng kiểu là tùy cái nút nhấn hay là cái công tắc hay là cái gì của các em ấy, nó là dạng như thế nào thì các em sẽ chọn cái hình thức cho nó phù hợp đó, thế thôi. Thì ngoài ra thì còn một số các cái khác nữa, bây giờ tính giới thiệu tiếp. À, thì cũng chỉ giới thiệu mấy cái tính năng gọi là cũng cơ bản hay sử dụng. Bây giờ cái nút nhấn nhé, nó còn nhiều cái tính năng nữa. Ví dụ bây giờ có thể tạo ra được một cái giá trị là bao nhiêu đấy. Đấy. Mình có thể thiết lập các cái giá trị cho nó. Ví dụ như này, đây là bit nha, lúc nãy mình chọn là bit, hành động là action là bit đúng không? Nhấn dạng không một đấy, có hay không có nhấn đấy. Còn dạng từ này thì nhấn vào đây. Ví dụ như là thầy cho vào cái thanh ghi là D10 đi chẳng hạn. Đấy, ví dụ là như này. Kiểu gì đấy nhá, thì nhá. Nó có thể thực hiện được các cái chức năng như có thể cộng trừ. Đấy, cộng trừ hoặc là gán một cái hằng số nào đấy. À, ví dụ như đây gắn vào một cái hằng số là 100 đi. Đấy, 100. Thì đây, thật sự đây là 100 B10 này, bằng 100 này.
Đấy, ví dụ như này. Bây giờ sẽ hiển thị cái ô đêm người ra đúng không? Mình sẽ hiển thị cái ô đêm người ra. À, ta vào chỗ hiển thị đây. Để xem nó đúng 100 không? Đấy. Cái này nhé, gán cũng là đêm 10 này. Cái này chỉ hiển thị thôi. Đấy, đêm 10 này. À, số hiển thị cho bốn cái số thôi. Đấy. Đây chạy mô phỏng. Thì cái này khi mình nhấn vào cái nút này ấy, thì cái chỗ này nó hiển thị là số 100. Tức là giá trị của đêm 10 này. Đêm 10 mình đang gán ở đây. Đấy. Xem có đúng không, đến người hay không. Rồi thì làm một cái nút nhấn khác đây. Cũng kiểu kiểu này. Bây giờ chỗ này là cài đặt cái thuộc tính khác. Word này à, đây cũng là đêm người. Nhưng mà chỗ này mình sẽ chọn là addition này. Tức là sẽ lấy đêm người cộng với bao nhiêu nữa. Thì đêm người sẽ bằng đêm người cộng với cái số bao nhiêu đây nữa. Đấy, ví dụ như là cộng 10 đi. Đây, đây là đêm người cộng người. Đấy, thì sau cái ô này ấy, thì nó sẽ hiển thị giá trị đêm người cộng người vào đây. Thôi thế thôi, chúng ta lại những cái chức năng khác về cái này để tên ví dụ là như này đó. Bây giờ thầy sẽ thử chạy cái này một hỏi nhá. Để nó cũng chỉ có giá trị bit mà còn cả giá trị từ nữa. Đấy. Bây giờ tôi sẽ cái này này. Đây, bây giờ nhấn vào đây thì nó hiển thị cái ô này phải là 100 đúng này, đúng không? Đấy đúng rồi. Bây giờ cộng 10 này. Đấy, 110 cộng 10. Thế tương tự là subtraction đấy thì là trừ đi. Đấy. Đây, lúc nhấn này không chỉ nhấn nhả này đâu nhá. Lúc nhấn không chỉ là như cái lúc nhấn thông thường của mình là chỉ có bật tắt đâu. Lúc nhấn này nó có thể xét đọc được các cái giá trị tăng hay giảm bao nhiêu đấy. Rồi, đúng thôi. Đấy, còn lại một số tính năng khác nữa. Có lẽ là cái này chúng ta để tìm hiểu thêm. À, còn xem nào. Cái nút nhấn này. Mình xem có cái gì quan trọng như không thực hiện thôi. À, trước là giới thiệu còn cái tính năng gọi là quay gì đấy đúng không? Trước chúng ta đang ấy dở cái đấy. Một số đối tượng chuyển động. Và người ta sẽ thử làm cái đối tượng chuyển động đấy này. Đấy nhá, một số đối tượng chuyển động này. Đây, to thêm một trang nữa đây. Trang này. Trang 5. Trang 5 lại chưa có. Trang 5 đây. Bây giờ sẽ làm một số đối tượng chuyển động. Thì tức là cái chuyển động tìm kiếm là chuyển động gì đấy đúng không? Bây giờ mình sẽ cho một cái, ví dụ mình dùng cái thư viện này đi, xem nó có cái thư viện gì nó có sẵn không nữa phải tạo. À đây về có cái có thể là các em dùng cái bức ảnh được nhá. Đấy. Đây, ví dụ như là ảnh ấy, thì em vào chỗ này này, import image data này. Đấy. Thì có thể mình lấy một cái xe ở đây chẳng hạn. Đấy, một cái xe này nó bực lại cao quá. Đấy nha, có thể import cái này sẽ làm cái xe này nó chuyển động. Đấy, mục tiêu bây giờ làm cái xe chuyển động đúng không? Này là 5.
cái tên trang đăng là cái gì đấy, đối tượng chuyển lợi hay gì đấy, em coi tự đặt tên. Bây giờ mình làm sao và mới tiết chuyển động này, thì khi mà có đối tượng xe như thế này thì bây giờ mình phải có cái là register to pass mà đấy, đặt cái này, ví dụ đây là cái xe chẳng hạn, sau đó mình sẽ làm những cái chuyển động của nó nhé. Có cái gì này rồi. Và bây giờ cái pass này nó vào object này, pass movement này đấy. À, chọn đây có rất nhiều tùy chọn nhé, mình cứ lấy cái đầu tiên này đã, pass pass này. À, thì chỗ này thì phải có cái đây là đến bên 10 đúng không, bên 10 bây giờ cứ bên 10 đi. Rồi bên 10 đấy, có thể đọc lại cái alo bây giờ biết bit này thì mình có thể dùng cái bit là nó để bit này nó ở một thì cái xe nó mới chuyển động kiểu là như vậy, và bit này mà không tên mà không được. Đó. Thế còn cái số dưới này là cái giá trị cái khoảng mà nó thể chuyển đấy. Đó. Ví dụ như là bây giờ cái này là cái số mình là cái D10 để hiển thị cái khoảng thể chuyển. Vậy thì giả sao giờ thứ nhất là cái này này nhá, cái này này. Đấy. Đây là cái khoảng tối đa mà nó thay đổi. Thì đây cứ giả sử là thầy cứ để đó tối đa như vậy đây. Đấy. M không đi 10 này. Thì các em phải vẽ một cái đoạn mà cái xe này nó di chuyển đó. Sau bây giờ mình phải có một cái gì đấy để mà cho cái bit mà không này nó lên một, nếu mà lập trình VLC thì cũng được, bây giờ không đỡ phải lập trình dùng ngay cái nút nhấn mà lúc mình kích hoạt ở trên rồi. Đây là cái trang này, xong cho cái nút nhấn này ra đây để thiết lập luôn cái bit chuyển động đấy. Mình cho là cái kiểu kiểu này đi đấy, để nó tăng liên tục nữa để giữ lý. Mà không ok không cái tên này. Nhân nhận thiết lập giá trị mà không làm, bây giờ thiết lập giá trị D không nữa đúng không? D không thì D không đây làm sao mà nhấn cái D không này cái là rồi cho cái này vào đây đi. Và ban đầu thì là D không một cái không thôi. À được rồi. Đấy, đúng rồi. Mà tôi không nhá. Đấy mà không này. Đấy xong mỗi lần nhấn như này nó sẽ tăng tăng như kiểu đi không thay đổi đi 10 thay đổi giá trị nhé. Thì khi cái xe nó phải dịch theo cái đường thẳng như này. Đấy ý tưởng là như thế. Rồi bây giờ ta sẽ mô phỏng. À, chưa có cái trang 5 ở bên kia. Để nó lách sang. Đây cái trang của mình đây nó trang 4 này, đấy trang 4 này và trang 5 đây rồi. Đấy bây giờ nhá,
nhất là thiết lập cái này lên level 1 đã để cho cái xe có thể chuyển động được. Đấy, bắt đầu nhấn vào đây thì lên người là bằng không này, đó vị trí đầu tiên này này, xong nó cứ tăng lên này. Nhưng 10 nó vẫn ít quá, đấy nó dịch chuyển đấy, nhưng 10 có vẻ ít quá. Nên là chưa cảm tưởng được cái sự khác nhau. Để thay điều chỉnh lại, thầy sẽ cập nhật lại cái chỗ đấy. Cộng khoảng 100 đi. Đấy, đây là cộng 100. Đấy, nó dịch này, dịch nhiều hơn đó. 100 thực ra là rất ít. Đấy, thì cái xe nó sẽ dịch trẻ. Thế mình có cái chương trình VLC đã tự động cộng 100 này luôn ấy, thì không phải nhấn cái này. Đấy, thì thầy mình không biết là lập trình VLC đây thì cứ coi nhấn vào đây. Đấy, thì cái xe nó dịch trẻ đấy. Thì đây là chuyển động tinh tiến. Đây mình sẽ làm cái chuyển động tròn. Làm nào để nhấn cái này cái thì là nó tự động. Nó cộng luôn này trên trên cái phần mềm này, không phải lập trình trên VLC. Đấy. Trong người cái này về trí ban đầu này. Đây ban đầu là bằng không nhé, cái này tôi chưa sửa cái hiển thị em nó như là 100 nên thực ra ban đầu là bằng không nhé. Thì còn bây giờ đấy là chuyển động tinh tiến nhé, còn bây giờ mình làm cái chuyển động quay và để thầy viết một cái chương trình nhỏ nhỏ trên PLC cho nó tự động nó cộng đi. À, VLC để chúng ta phải viết thứ ba. Đấy, lúc nãy thầy chưa có viết chương trình gì đây cả. Đấy. Chỉ là cho mượn cái này để tạo một cái điều khiển giả lập thôi. Thế giả sử bây giờ mình cái chỗ này hôm nay của mình là M10 à. Rồi khi nào nhấn M10 thì lúc này phải đi D đây là đi mấy nè. À, M0, nhấn M0 thì D10. M0 nè. Thì D10. D10 sẽ là bằng D10 đúng không? Sẽ là cộng nè. D10 nè. Cộng với lại là 50 đi, 50 đi là được rồi.
Đọc một cộng thêm một số đây nó sao vậy nhỉ? Acting à không thể từ từ ta 50 cho cái chuyện được này đấy nó phải về như này nó không cho ngược tiếp ngược kia đấy khi làm m không một thì sẽ lên 10 sẽ bằng lên 10 cộng 50 này đấy như vậy là nó sẽ tự động đúng không để không phải nhấn cái nút lên 10 nữa. Thì ban đầu đương nhiên là lên 10 này nó sẽ có giá trị đồng bằng 0 rồi. Đấy, chương trình có như này thôi. Rồi, xong. Bây giờ mình quay lại cái giao diện kia để chạy nhé. Đây, bây giờ sẽ chạy lại cái chỗ này. Đấy, đấy nó chạy quá nhanh nhưng mình này mình chạy như này thì chạy nhanh quá không theo dõi được, nó sẽ chỉnh lại. Đấy như vậy thì không phải nhấn cái nút ở kia nữa. Này thì chỉ cộng 10 thôi, 10 là được rồi. Rồi đây nhá, đây sang trang 4 này, nhảy sang 5 này. Nhấn cái này cái là cái xe nó sẽ chạy. Đấy, đúng chưa? Đấy. Trước là mình nhấn vào đây để nó tăng lên, nhưng mà nhấn cái nó mất cái thời gian lâu quá. Đấy, thì mình đập cái trình 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 tự động nó cộng. Mình có thể thiết lập cái khoảng nó di chuyển nhá. Tức là đến bao nhiêu thì chạy đến bao nhiêu thôi, maximum là đến bao nhiêu thôi. Mười nhưng vẫn thấy nhiều. À cộng 5 thôi cho nó dễ quan sát, nó nhanh quá. Đây bây giờ là chỗ giao diện đây. À, cái chỗ này mình có thể thiết lập lại được nhé, cái khoảng maximum của nó này. Đấy, mình chỉ di chuyển đến cái ngưỡng là đấy thôi. Ví dụ là 327 đây. Đấy. Thì khi đó nó sẽ chỉ di chuyển đến cái cự ly mà mình cần thôi. Thì đây là thử mình như này, mình sẽ mô phỏng nhé. Trang 4 này, trang 5 này. Đúng rồi. Và trang 1 này.
Cái chương trình này của mình nó chạy nhanh quá, nó cộng đến tối đa rồi nên nó không hoạt động nữa, phải chạy mô phỏng lại cái đấy. Rồi, ok, ta sẽ quay lại cái màn hình mô phỏng. Số lớn là vậy nhỉ. Không này, bây giờ phải xong cái bit và một nữa để đó reset cái bên này nữa. Năm này đây được không này, mình chạy mô phỏng chưa, tập cái mô phỏng PLC đây mình được đấy. Ok, nó sẽ à rồi rồi rồi, thế này tức là cái giải giá trị nó bé quá nên là nó làm cộng như vậy, nó tăng rất là nhanh để cộng liên tục mà. Nó ra ngoài khoảng mắt rồi. Đấy là một cái chuyển động thẳng này. Thế còn là bây giờ sẽ làm cái chuyển động quay đấy nhé. Hôm trước các bạn hỏi chuyển động quay đúng không? Đấy, tức là đang thời đang bây giờ là cái chuyển động quay nữa. Chuyển động quay ra đấy cái gì đó để nó quay nhỉ? Những cái biểu tượng này nhé. Đây cái này. Rồi, ví dụ như này.
Đấy, cái này thì cũng tương tự như thế, cũng phải có một cái gắn vào cái path nhá, cái chuột phải đây này. Thầy xem màn hình như thầy ơi. À thế là chưa, chưa. Tại lúc cái chuyển đổi cửa sổ này nó cũng sổ tác thì nha. Đấy nhá, ví dụ thầy tạo cái biểu tượng như này, bây giờ tạo cái chuyển động thẳng thì các em nhìn thấy rồi đúng không? Và tạo chuyển động quay thì ví dụ cho thầy lấy cái này. Thầy, này quay nó không được thấy lắm này. Thế nào quay thì cho mình nó rõ ràng một tí này. Đấy, ví dụ như cái này đi. À, cái quạt này, giống như cái quạt nó quay ấy. Thì thấy cái này, ví dụ như là cái quạt. Đấy, mình sẽ làm cho cái này nó quay thì tương tự như các cái khác nó quay nó cũng vậy thôi. Đấy, như thế này thì đầu tiên là phải lên Visual Studio Path này để đăng ký cái này là cái đó nhá. Sau đó thì là vào cái chỗ object đây cũng thiết lập giống như cái trước thôi, Visual Path này. Đấy, sau đó thì là chỗ này cũng mình cứ là M0 này, khi nào mà M1 thì là nó sẽ quay này. Cái này cũng đấy là D10 đây, giống như cái kia. Nhưng mà cái chỗ này là chọn là circle này. Đấy. Chỗ này thì là chú ý để đâu. Đối tượng này nó sẽ quay tại chính đó này. Đấy, cái này mình sẽ chọn là cái quạt đây. Đây, quạt. Đó. Bây giờ xem là nó quay nhá. Đây, cái này vào đây. Đấy. Rồi bây giờ xem mô phỏng cái này. Đấy đấy, tôi muốn cái tính quạt này nó quay này. Thế sao ra hai. À cái này mình phóng to cái kích cỡ hiển thị cho anh rồi. Đấy, có cái đối tượng nó quay đấy. Bây giờ tôi chỉnh lại cái đối tượng đấy để cho nó quay. Cứ bảo là cái chỗ này này, nếu mà không đặt ở vị trí tâm như thế nào thì nó quay cho nó hợp lý. Circle này, tính độ di chuyển D10. Rồi, mình chạy này. Đấy, cái chỗ này nha. Đấy, thì nhấn vào cái là nó sẽ quay. Thầy. Cái này nó vượt quá cái giới hạn ở vì cái cộng 10 đây trong cái vân cộng liên tục nó nhanh lắm.
Rồi đấy là tạo ra cái chuyển động quay. Thế ngoài ra thì các bạn Khoa hỏi là có một làm sao để quay quanh một điểm cố định. Thì nó quay cái điểm cố định đấy là mình phải thiết lập cho nó ở chỗ đấy thôi. Cái chỗ mà mình đặt lên bằng không đấy. Giờ thì máy thầy đang đang đi. Đây cái chỗ mà không rồi này, đây thay đổi cái vị trí ở cái này đi là nó có nhiều cái các cái thiết lập khác nhau. Đây này, cái tâm của cái cầu đấy đặt là không không, còn đây là cái giải di chuyển theo chiều kim đồng hồ hay là không phải kim đồng hồ này. Quay cái đối tượng và tạo chính nó ở đây này. Thì về theo cứ khám phá xem bây giờ ở đây xem như là bỏ cái này đi nhá, tiện bỏ cái này đi. Đấy. À đâu? Rồi bỏ cái đi, mình bỏ cái quay chính nó đi. Rồi về thử mô phỏng xem là khi đó thì cái sự quay của nó sẽ là ra làm sao. Cái này mình vẫn thể là cái thiết lập ở đây cái chỗ này thì là top net center alignment. Nói ví dụ là để cái center đi nhá, xem là như nào. Đấy, nó sẽ quay quanh cái điểm này đúng không? Đấy. Khi nào muốn quay quay quanh cái điểm nào đấy thì là đấy thì các thiết lập vào chỗ center thôi. Đó, cái đấy thì có mấy cái tính năng cơ bản là như vậy. Ngoài ra thì còn nhiều cái khác, thực ra lên mạng cũng có rất là nhiều, ví dụ như là về thiết lập cái đường nước nó chảy chảy. Bây giờ thầy cứ lấy một cái ví dụ vào đấy nhé, để về cũng không thể nói hết được. Mà thực ra thì
Em muốn thầy về về tìm hiểu, tìm hiểu thì em nghĩ nhiều được. Bây giờ thầy cứ lấy một cái gì đó các bạn, cái đường nước chảy nhé, để em tìm một cái ví dụ rất là quan sát để trên một cái tình huống thực tế. Đấy, ví dụ như bây giờ vào một cái đường nước chảy thì bây giờ chẳng hạn như thế thì mình vào làm một gì rồi nhỉ? Object này. Bây giờ là 8 giờ. Chúng ta học đến mấy giờ nhỉ? 9 giờ 15 đúng không nhỉ? 9 giờ 15 đấy. À, thế thì khoảng học rồi thì chúng ta 15 phút nữa sau khi ra và kiểm tra nhé. Nói chung cái này cũng nhiều thứ đó, các em về cũng mày mò thêm, nhưng mà cơ bản những cái tính năng cơ bản nhất ở đây là thầy đã giới thiệu rồi. Đấy, còn những cái tính năng ví dụ như là tạo cái đường nước thì đấy nó chảy đấy, thì các em có thể thầy không nhớ vào cái chỗ thư viện cái ống nước cũng biết các thứ gì đấy ở đâu ấy, thì ví dụ như bây giờ cứ có một cái đường ống nước là như thế này đấy, mình cứ lấy ví dụ như thế thôi. Giờ đỗ phải đi tìm cái ống nước như này đấy, ví dụ ống nước thì có cái màu kiểu này đấy, bây giờ sẽ làm cho sao cho một cái vạch nước ở đây nó lại chảy 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 trong này đúng không? Đấy. Thì ví dụ tôi tạo một cái vạch chảy chảy ở đây, chỗ này cho cái vạch xanh. Mình bỏ ra ngoài đó. Là nước màu xanh này. Đấy. Tắt chứ. Thêm thêm. Cái này nó như một viền. Rồi như này. Đây là sao cho cái vạch nước này nó chảy chảy. Thì mình cũng áp dụng như cái kiểu như là cây hoa. Đấy, thì nó sẽ thành một cái nước chảy giống như cái ô tô nó đi ấy. À, thì cái chiều đó nó chạy ngược lại thôi, thì sẽ giống như cái nước chảy trôi 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 đi. À, cứ vậy cứ làm luôn cái đấy ở đây nhé, thì vẫn phải làm cái này, phải có một cái này đấy. Nước thì chỉ lại sau đó thì viết phát này trong bên người. À, nó còn có cái kỷ điểm này nữa nhá, những nhiều thứ nhưng mà tôi sẽ về từ từ tiếp về cái này, sợ là nước này, nước này hôm nay mình thiết lập là cái gì nhỉ, cái này là nay object này, input text M0D10 theo cái đường thẳng này, đây là cái object là nước này, nước này. Đó. Và cũng là cái chiều cái sự di chuyển của nó. Đó, ví dụ như thế nào. Rồi, di chuyển của nó đây. Những cái vấn đề này là thứ là mình cái chất là các em thiết kế nhìn sao cho nó trực quan thôi. Đấy, bây giờ sẽ chạy thử cái phòng này xem ra làm sao nhé. Đấy, nó giống như có cái nước chảy chảy này, đấy đúng không? Thì nó còn nhiều cái thứ khác, nói chung là mình cũng phải mày
mày mò mà tự thiết kế. Cái này nó mang tính sáng tạo nhiều hơn là một cái gì đó nó rộng hơn. Em thưa thầy, thầy cho em xem lại cái code bên gửi nào ạ. Code bên gửi kia. À đây, code đây. Code vẫn lệnh cộng thôi mà. Đây. Tại thầy chạy liên tục ở trên cái cộng 5 này bây giờ nó lên một số lớn lắm. Nó ở ngoài cái vùng giá trị thiết lập rồi. Thì vẫn cộng như này để mà mình cứ phải nhấn nhấn cái nút nhấn ở trên cái màn hình và T kia thôi. Thế còn nha, ví dụ như là lỗi bây giờ động cơ chẳng hạn mà nó lỗi chẳng hạn, thì thay vì nhấn như lúc nãy thì bây giờ các em có thể là tự sửa lại và khi nào mà có cái động cơ 1 này chẳng hạn nó bị lỗi. Động cơ 1 mà lỗi rồi. Eros. Đó. Đó. Từ một error này. Đó. Thì cứ giả sử đây là một cái logo nhá, một cái biến nào đó đây nó nói hoặc mà cái thì đây là M100. Giả sử tôi cho đây là cái hôm nay là mình dùng mấy cái gì nhỉ để hiển thị là cái lỗi nhỉ, mà 100 hay là mở bao nhiêu đấy. Mà mình nên em thì bây giờ em phải gắn nó đúng vào cái chỗ đấy đó. Rồi. À, M10, M11, M12 đấy. Thì như thế thì nếu như cái này động cơ này mà lỗi chẳng hạn thì sẽ cho M11 à M10, M1 đây. Đấy, thì sau đó thì cái biến mà mình báo lỗi trên cái màn hình gắn vào 10 ấy, nó sẽ là nếu mà động cơ 2 mà lỗi thứ hai là lỗi từ gắn vào 12 vào 11 chẳng hạn. Đấy, như này. Đấy, giống như vậy thực tế cái này mà có vấn đề chặt thì mình sẽ phải có một cái gì đó để kiểm tra cái lỗi, khi là có cái lỗi đấy thì sẽ bật cái này lên và cái này lên. Đấy. Thì cái này mô phỏng bằng các cái bit bật tắt giá trị của nó trong công trình DLC cũng được, hoặc nếu không thì như thầy mô phỏng nãy là thầy chạy trên hoàn toàn trên GT book 3 thôi, tự xét cái giá trị của nó và tự lên 1 hay là bằng 0. Đấy, cũng mô tả là có lỗi hay không có lỗi, thì khi đó cái ELM của mình nó sẽ cảnh báo, sẽ hiển thị ra như vậy. Nhưng mà dù là kể cả chương trình không biết cái gì ở đây cả thì các em vẫn phải cài cái này để các em phải chạy cái mô phỏng này, thì khi đó các chương trình khi đó các em cũng chạy mô phỏng của cái kia được, chứ không thể không cài cái này được. Có thể là trong chương trình mình không dùng cái kia nhưng vẫn phải có cái này. Và trong chương trình này không có cái gì ở đây cả, nhưng mà không có gì cũng chạy mô phỏng như là bật cái VLC lên đấy, DLC mô phỏng và sau đó chạy chương trình mô phỏng của GT Group và GT Design 3. Đấy. Nói chung là các em nếu mà không làm thử tay ấy, không phải cứ phải thực hành thử, cứ làm thử vào thì cũng khó tưởng tượng lắm. Cái này nó mang tính thực hành nhiều hơn, nên là các bạn nào mà cài chưa cài cũng phải cài đi, chứ không thì nghe cũng nó sẽ bập bõm, không hiểu, không hình dung được đâu. Còn bạn nào đã cài rồi thì cũng làm thử lại các cái ví dụ của thầy, thậm chí là lên YouTube nó cũng có rất nhiều các cái hướng dẫn làm, nếu có khi chi tiết hơn cả thầy hướng dẫn ấy. À, không phải chi tiết hơn nhưng mà nó nhiều hơn.
Bạn hỏi là đi thi làm kiểu gì hả thầy? Đến lúc mà sau này các em sẽ thi cái môn này nhá, là thi vấn đáp. Thế còn các em sẽ làm cái bài tập lớn là bài báo cáo ấy. Cái hình thức là các em sẽ làm cái bài báo cáo. À, có hai bài báo cáo cho hai bài thực hành tương ứng. Đấy. Và sau đó thì đúng rồi, vấn đáp là qua cái bài báo cáo đấy. Và cả cái nội dung về phần lý thuyết này nữa, lý thuyết cái phần mà Sera mình học đấy. Thế mình sẽ làm theo nhóm nhé, theo nhóm như kia tên. Thì cơ bản bạn nào theo nhóm, nhưng mà khi hỏi thì thầy không hỏi theo nhóm mà sẽ hỏi theo từng người. Ai làm phần việc gì trong cái nhóm đó, và thì công việc tham gia là nhiều ít, rồi là sau đó thì mình sẽ hỏi xem là từng cái nội dung một. Lớp mình là có khoảng bao nhiêu người nhỉ? À, 6 mấy người đúng không? Thì nếu mà đông đông như vậy thôi, 5 người một nhóm. Để xem cái tình hình cái danh sách là bao nhiêu thì chúng ta có cái cược để sao cho nó cân đối. Thầy ơi kiểm tra đi thầy, cho nó lâu lâu cho nó nhiều thời gian. Rồi rồi nha, kiểm tra nhé, từ giờ đến lúc hết giờ nha. Được không? Từ giờ đến 9:15 thầy ạ. Rồi ok. Thầy không cho ai đi ăn cơm thầy. Hôm nay học luôn đi gặp từng hôm nào hôm nay còn kiểm tra nữa, cho nên là chúng ta mà nghỉ như thế thì sẽ không kịp thời gian. Nào bây giờ cái làm ra giấy A4 nhá, không sao cả. Các em có thể thôi, để mà thuận tiện thì để tôi xem là cho cái bản ấy cũng được, bản Word ấy cũng được, à bản Word gửi cho file Word gửi cho thầy cũng được. Nhưng mà chú ý là đừng giống nhau, giống nhau thì đến lúc chấm là thầy sẽ trừ điểm. Cái bài kiểm tra bây giờ á thầy, hay là cái bài hôm sau ạ? Bài kiểm tra này, kiểm tra bài kiểm tra bây giờ làm luôn ra Word ạ? Ừ. Ồ, làm kiểu gì ta? Kiểm tra lý thuyết thôi thì trả ra Word. Kiểm tra lý thuyết thôi mà. Nhưng vẫn ngày nào mà giống nhau ấy thì là sau mà thầy cứ giống đấy là thầy cứ tự động thầy chỉ điểm. Đấy, cho nên là các em thầy tạo điều kiện là vẫn phải viết tay rồi. Thì các em cũng phải làm cái gì đó ở riêng mình. Đấy, bài cũng một kiến thức rất là đơn giản, cơ bản này thôi. Viết tay hay đánh máy hả thầy? Đánh máy cũng được. Đánh máy cũng được, viết tay cũng được. Mà đánh máy đánh máy đi. Máy đi, viết tay lúc đọc. Có viết câu hỏi ra luôn không thầy? Hả? Mình có phải viết chép câu hỏi ra đấy không ạ? Có, các em viết cả câu đề vào đấy đi nhá. Viết trước cái đề đó, để nó thành chóng cho nó nhìn đấy cho nó dễ. Có 3 dòng không ạ? Rồi, các em chép lại đề đi. Mất mạng với cái gì đấy mẹ. Thank you.
Đây tao đang cho phép lấy cầm bật cam. Tao mới làm cốt hay làm gì đấy? Ờ, thế làm thôi.